Xin chào tất cả các bạn. Thì những ngày qua đại dịch Covid đó, nó đang hoành hành ở nước ta rất là nhiều. Thì bên cạnh đó còn có một cái sự kiện cũng rất là dễ thương, đó là các bạn 2K3 đã hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp của mình. Chúc mừng các bạn nha. Bên cạnh những kết quả tốt thì dĩ nhiên cũng sẽ có những kết quả không tốt. Nhưng mà các bạn đừng có buồn và cũng đừng có nản chí. Mình có một người em, thì sau khi thi về thì người em nó tâm sự với mình là rất là buồn bởi vì kết quả không như bạn nó mong muốn. Thì mình cũng có khuyên bạn nó như thế này. Con đường đi tới thành công không nhất thiết và không duy nhất phải là học tập. Chỉ cần các bạn có quyết tâm, có cố gắng thì nhất định sẽ thành công. Nhưng mà cũng không vì vậy mà chúng ta sao lãng việc học hoặc là bỏ qua cái việc học. Theo Duy nghĩ á, thì những bạn nào mà mình có khả năng và gia đình có điều kiện thì các bạn nên cố gắng học cao, học nhiều hơn nữa để sau này mình có một cái công việc ổn định cũng như là một cái tầm lương xứng đáng với những cái công sức học tập mà các bạn đã bỏ ra. Thì ngay cả bản thân Duyên cũng vậy. Duyên là một người chưa có tốt nghiệp. Năm 17 tuổi thì Duyên sẽ không theo học nữa. Duyên đã không theo học nữa chứ không phải là không sẽ. Duyên không theo học nữa mà Duyên quyết định là Duyên đi học nghề. Thì lúc đó đó, một cô gái 17 tuổi quyết định đi học nghề thì ba mẹ cũng la lắm. Nhưng mà sau khi mà ba mẹ biết á, là mình học không nổi nữa thì ba mẹ cũng ủng hộ cho việc mình đi học nghề. Lúc đó Duyên nhớ là Duyên đi học tóc. Thì học tóc lúc đó là một chỉ vàng, nhờ xin ba mẹ một chỉ vàng để đi học tóc. Trong quá trình học á, thì cũng trải qua rất là nhiều khó khăn. Tại vì nghề nào thì mình cũng phải khó khăn thôi. Có khó khăn thì mới thành công. Nhưng mà có một kỷ niệm làm Duyên rất là nhớ. Đó là trong lúc mà Duyên học á, thì tầm vài tháng thì Duyên gặp lại một người bạn. Một người bạn mà hồi đó chơi chung hồi năm cấp 2. Bây giờ bạn đó thì tiếp tục học đại học. Còn Duyên thì Duyên đã đi học nghề rồi. Thì vô tình gặp lại nhau. Thì bạn đó vào tiệm tóc để làm việc. Để làm tóc chứ không phải làm việc, nó bậy nữa. Để làm tóc. Thì Duyên và người bạn nó gặp nhau thì hai người cũng rất là mừng và nói chuyện với nhau rất là nhiều. Thì đến một lúc sau đó thì người bạn nó mới nói với Duyên như thế này. Duyên ơi, Duyên cố gắng nha. Mặc dù là Duyên không đi học nữa, nhưng mà biết đâu sau này á, Duyên sẽ làm ra một cái kinh tế ổn định hơn. Ổn định hơn những cái bạn mà hồi đó học chung. Cái Duyên cũng cười thôi chứ lúc đó cũng không nói hết. Duyên nói thì không biết được, nhưng mà sức học mình tới đó thôi thì mình không học nữa, thì mình quyết định đi học nghề để lo cho bản thân chứ cũng không có lông bông mà cũng không có mê chơi. Nghỉ học là đi học nghề ngay. Nhưng mà cũng buồn lắm mấy bạn. Mình nghĩ là hồi đó chơi chung với nhau rồi bây giờ bạn mình đi học còn mình thì đi học nghề. Bắt đầu mình suy nghĩ là không biết sau này ví dụ như họp lớp hay là có dịp gặp lại nhau á, bạn bè mình làm ông này bà kia, còn mình thì chỉ làm thợ uốn tóc thôi, thì lúc đó thì chắc sẽ buồn lắm. Và suy nghĩ cũng buồn nhiều lắm. Nhưng mà ngoài cái buồn đó ra thì mình cố gắng. Thì mình có nói chuyện với một cái chị làm ở trong tiệm luôn. Thì mình kể cho chị đó nghe câu chuyện như vậy đó. Cái chị đó mới nói như vậy. Thật ra mỗi người á, là có một cái sứ mệnh riêng, một cái công việc riêng thì mới gọi là xã hội. Xã hội thì phải có người làm giám đốc, có người làm công nhân, có người buôn bán, cũng có người quét rác. Không có công việc nào á, là thấp kém mà cũng không có công việc nào là cao quý hết. Miễn mình phải cố gắng, mình đừng có ăn bám gia đình, mà mình phải biết cố gắng. Mình phải biết cố gắng từng ngày luôn. Cái gì nghe như vậy á, hết buồn liền. 17 tuổi mà dễ quên lắm. Sau đó thì Duyên cũng cố gắng rất là nhiều. Mình theo nghề 5 năm rồi mình quyết định chuyển sang làm trang điểm cô dâu. Và sau đó thì mình cảm thấy cái nghề của mình nó bị bão hòa do quá nhiều người làm. Rất là nhiều người theo học tóc luôn. Và ngay cả cái chỗ mình đang ở rất là nhiều tiệm tóc. Và Duyên quyết định là làm thêm một nghề song song nữa. Đó là làm thêm thời vụ thôi. Và sau đó mình cảm thấy cái nghề thời vụ của mình nó rất là ổn. Và mình quyết định là mình chia tay cái nghề cũ và qua làm cái nghề mới luôn. Và bây giờ mình tiếp xúc với rất là nhiều bạn sinh viên bởi vì công việc của mình hiện tại là tuyển dụng thời vụ. Thì mình cũng khuyên các bạn là phải cố lên. Các em là sinh viên mà, các em mang những cái ước mơ, những cái hoài bão của tuổi trẻ, phải cố gắng lên. Còn nếu như mà mình không có khả năng học nữa thì mình cũng đừng có buồn. Mình phải kiếm một cái nghề gì đó để lo cho tương lai và bản thân của mình. Các bạn nhớ nha, cố lên.